Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Property, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký và nhận liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Nội dung video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào một dự án Learn and Trade đến từ nền tảng Bylearn. Mình xin lưu ý trước là dự án này sẽ bắt đầu vào ngày mai, tức là vào ngày 29 tháng 5 thì mới bắt đầu nhé. Nếu anh em làm trong ngày hôm nay thì sẽ không được tính vốn đâu, nên anh em lưu ý. Đấy, sang ngày mai chúng ta mới làm, lúc 7 giờ ngày mai bắt đầu sự kiện nhé, 7 giờ sáng mai anh em xin anh em lưu ý nhé. Ok, rồi đến với cái dự án Learn and Trade hôm nay thì chúng ta sẽ có nội dung như sau. Trước tiên là các bạn chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký hoàn thành một KYC Submitting tính trên sàn Bylearn. Sự kiện Learn and Trade PAU hôm nay sẽ là 100.000 đô giá trị token ARN. Sẽ có các hạng mục phần thưởng. Và mình xin lưu ý luôn là cái phần vol thì anh em sẽ trade cho mình vol là 150 ARN. Rồi chúng ta sẽ có hai cái hoạt động cơ bản. Đó là hoạt động thứ nhất Learn and Trade, tức là chúng ta sẽ trade tối thiểu là 50 ARN. Nhưng ở đây thì các bạn nên trade mức 150 ARN để các bạn có thể trở thành, có thể có cơ hội nhận được 100 đô ARN nếu như các bạn là 100 người may mắn. Thì mình không nói về phần vol nữa, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn cứ vol 150 ARN mà chơi cho mình. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái form quiz, chúng ta sẽ điền. Đấy, chúng ta sẽ điền ở đây, nhưng mà lưu ý anh em là chúng ta sẽ cần phải ấn nút quên. Chưa nói cho anh em, chúng ta sẽ cần phải ấn nút đăng ký. Ấn nút đăng ký join vào sự kiện. Và nhớ nhá, sang ngày mai thì sẽ bắt đầu. Đấy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành trả lời những cái đáp án quiz. Ở đây quiz thì mình đã trả lời hết cho anh em rồi. Phải nói là kênh chúng ta là một trong những kênh đầu tiên mà chia sẻ về cái chương trình Learn and Trade mới này. Cũng cảm ơn một người bạn đã gửi tới cho mình cái thông tin này. Thì cái dự án Learn and Trade này thì mình tự dò đáp án luôn và khẳng định anh em đáp án chính xác. Đấy, thì anh em yên tâm em làm. Rồi tiếp theo này, chúng ta có một cái hoạt động khác, đó là Save Potter. Thì ở đây các bạn sẽ mở một cái phông. Đây nó có một cái phông và trong phông này thì nó sẽ chứa cái Potter anh em nhé. Anh em sẽ ấn vào đây để có thể download cái Potter xuống. Và sau đó thì các bạn sẽ save cái Potter này trên các mạng xã hội và dẫn link. À không phải dẫn link, sorry anh em. Chúng ta sẽ chụp ảnh xin shop bằng chứng các bạn đã chụp ảnh màn hình đấy. Chúng ta chụp ảnh màn hình bằng chứng các bạn đã save Potter ở trên các cái nền tảng mạng xã hội. Chỉ cần một ảnh thôi. Đấy. Và các bạn sẽ được chia PAU là 15.000 ARN. Đấy. Thì cơ bản nhất là chúng ta sẽ có những bước sau là chay này, save Potter này, ấn nút đăng ký này, và chúng ta sẽ điền phông trả lời quiz. Đấy, thì các bạn có thể chay ở những cái cặp giao dịch ở đây thì nó cũng đã có cái phần quy định về những cái cặp giao dịch spot. Anh em thể chay dụ cặp USDT, cặp BUSD. Đấy, chúng ta có thể chay ở đây nhá, đây đây ARN, anh em nhìn thấy chưa đó. Anh em ở đây chay thì nếu như mà anh em chay ở cái ngưỡng là gì ạ, ngưỡng là 150 ARN thì các bạn chỉ chay như vậy thì vol nó cũng rất là nhỏ thôi, đúng không ạ? Chúng ta thấy là chúng ta chỉ chay với mức vol là gần 700 đô thôi, đúng không ạ? Theo giá hiện tại nhé, mà 700 đô thì phí nó không hết nhiều đâu. Anh em cố gắng anh em tham gia sự kiện này. Đấy, tất cả các bản quiz mình đã chuẩn bị cho anh em và những cái bài đăng chi tiết hướng dẫn cho anh em về cái cách tham gia sự kiện thì mình cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ cho anh em rồi. Anh em cứ thế anh em làm thôi, và mình hy vọng là nhiều anh em trên kênh sẽ ăn được cái kèo này khi mà mình xếp rất là sớm cho anh em. Em nhớ cái thời gian cho mình nhé, để tránh trường hợp mà các bạn làm quá sớm. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em nội dung video hướng dẫn. Cảm ơn tất cả anh em đã cùng đồng hành, cùng theo dõi video này. Bây giờ anh xin nói lời chào và xin mời anh em video tiếp theo.